Xin chào các bạn, chị là Minh Anh, thành viên thuộc team chuyên môn của Học Văn Chị Hiên. Rất vui được gặp lại các bạn trong audio ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu một đề bài mới về cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhé. Một văn sĩ Pháp khi trả lời thư của một bạn trẻ đã viết: "Hãy truy cứu nguyên do mà mình cầm bút. Hãy kiểm tra xem nó có bắt rễ từ chỗ sâu nhất, xa nhất của trái tim không. Hãy tự thú xem, nếu không viết, liệu trái tim có chết không? Và trước hết hãy tự hỏi mình vào giờ khắc tĩnh mịch nhất trong đêm, ta có phải viết không?" Cứ theo như lời khuyên của writer, thì những ngày xa đoàn binh Tây Tiến, nếu không viết bài thơ để thương để nhớ, thì chưa chắc Quang Dũng đã chết, nhưng ông sẽ vô cùng đau khổ vì nỗi nhớ chơi vơi, vì nỗi nhớ về đất Tây Bắc, tháng ngày không có lịch, và nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh day dứt. Tây Tiến là tác phẩm đã lưu giữ những kỷ niệm hào hùng, đáng nhớ của một thời tiến quân về miền Tây cùng quân dân nước bạn Lào chống Pháp xâm lược. Đó là một tiếng thơ bi tráng của thi ca Việt Nam trong những tháng ngày cả dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân toàn diện. Đó cũng là nơi tâm hồn Quang Dũng, sự lãng mạn của Quang Dũng được bay bổng và cất cao. Bầu khí quyển bao trùm Tây Tiến là cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong ngòi bút của Quang Dũng. Nhà thơ Trần Lê Vân, người bạn thân đã từng sống nhiều năm, từng in thơ chung với Quang Dũng, viết về hoàn cảnh Quang Dũng sáng tác bài thơ như sau. Đoàn quân Tây Tiến, sau một thời gian hoạt động ở Lào, trở về thành lập trung đoàn 52. Đại đội trưởng Quang Dũng ở đó đến cuối năm 1948, rồi được chuyển sang đơn vị khác. Rời xa đơn vị cũ chưa bao lâu, ngồi ở Phù Lưu Chanh, một làng thuộc tỉnh Hà Đông cũ, anh viết bài thơ này. Muốn hiểu được bài thơ Tây Tiến, trước hết cần phải có những hiểu biết về đoàn quân Tây Tiến cùng với địa bàn hoạt động của nó. Khoảng cuối mùa xuân năm 1947, Quang Dũng gia nhập đoàn quân Tây Tiến. Đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào để bảo vệ biên giới Việt-Lào, đánh tiêu hao sinh lực địch ở Thượng Lào để hỗ trợ cho cuộc kháng chiến ở những vùng khác trên đất Lào. Địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến khá rộng, bao gồm những rừng núi Tây Bắc Việt Nam và Thượng Lào từ Châu Mai, Châu Mộc sang tận Sầm Nứa rồi vòng về qua miền Tây Thanh Hóa. Những nơi này lúc đó còn rất hoang vu và hiểm trở, núi cao, sông sâu, rừng dày, nhiều thú dữ. Những người lính Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, trong đó có cả những học sinh, sinh viên mà Quang Dũng cũng thuộc số này. Nếu như ở các bài thơ và các bài thơ khác cùng nói về đề tài kháng chiến, cảm hứng hiện thực được thể hiện nổi bật, thì Quang Dũng lại tạc vào thời gian, vào lịch sử dân tộc, hình ảnh thiên nhiên và con người có một không hai bằng cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng. Cảm hứng lãng mạn thể hiện ở cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. Nó phát huy cao độ trí tưởng tượng, sử dụng rộng rãi những yếu tố cường điệu và phóng đại, những thủ pháp đối lập để tô đậm cái phi thường, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về cái hùng vĩ và tuyệt mỹ. Thiên nhiên Tây Bắc qua ngòi bút lãng mạn của Quang Dũng được cảm nhận với vẻ đẹp vừa đa dạng, vừa độc đáo, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, vừa hoang sơ mà vừa ấm áp. Hình ảnh những cô gái, những con người Tây Bắc càng tô đậm thêm chất huyền bí, thơ mộng của núi rừng. Chất lãng mạn còn thể hiện ở cảm hứng hướng tới cái cao cả, sẵn sàng xả thân, hy sinh tất cả cho lý tưởng chung của cộng đồng, của dân tộc. Thêm vào đó, Tây Tiến không hề che giấu cái bi, nhưng bi mà không lụy, không né tránh những gian khổ khắc nghiệt của hiện thực. Cái bi được thể hiện bằng một giọng điệu, âm hưởng, màu sắc tráng lệ, hào hùng, có thể đem đến cho người lính sức mạnh và niềm tin vào tương lai. Có thể nói, hình tượng người lính trong thi phẩm được khắc họa với vẻ đẹp tinh thần vừa hào hùng vừa hào hoa. Những con người mang trong mình lý tưởng cứu nước cao đẹp nên có ý chí nghị lực phi thường để đối mặt và vượt lên những thử thách khốc liệt của cuộc sống, của sinh hoạt, của chiến đấu và của chiến trường. Đó cũng là những người mang vẻ đẹp hào hoa với trái tim nhạy cảm,
trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, con người miền Tây và nỗi nhớ bay bổng lãng mạn, đằm thắm về quê hương. Có lẽ khắc họa vẻ đẹp những người lính Tây Tiến, Quang Dũng không chỉ thực sự xúc động mà hồn thơ còn phát huy tài năng của một cây bút hào hoa, tài hoa trong thơ ca cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chất lãng mạn kết hợp cùng chất bi tráng tạo nên vẻ đẹp độc đáo của bài thơ. Cảm xúc chủ đạo xuyên suốt của bài thơ là một nỗi nhớ da diết bao trùm lên cả không gian và thời gian. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Nỗi nhớ đơn vị cũ trào dâng, không kìm nén nổi, nhà thơ đã thốt lên thành tiếng gọi. Hai chữ chơi vơi như vẽ ra trạng thái cụ thể của nỗi nhớ, hình tượng hóa nỗi nhớ, khơi nguồn cho cảnh núi cao, sông sâu, vực thẳm, rừng dày liên tiếp xuất hiện ở những câu thơ sau. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng ngửa trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Khổ thơ này là một trong những bằng chứng thi chung hữu họa. Chỉ bằng 4 câu thơ, Quang Dũng đã vẽ ra một bức tranh hoành tráng, diễn tả rất đạt sự hiểm trở và dữ dội, hoang vu và heo hút của núi rừng Tây Bắc, địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến. Những từ đầy giá trị tạo hình, khúc khuỷu, thăm thẳm, cồn mây, súng ngửa trời đã diễn tả thật đúng địa hình hiểm trở, trùng điệp và đội cao ngất trời của núi đèo Tây Bắc. Hai chữ ngửi trời được dùng rất hồn nhiên và cũng rất táo bạo, lại vừa ngộ nghĩnh vừa có chất tinh nghịch của người lính. Núi cao tưởng chừng chạm mây, mây nổi thành cồn heo hút. Người lính trèo lên những ngọn núi cao dường như đang đi trên mây, mũi súng chạm tới đỉnh trời. Câu thứ ba như bẻ đôi, diễn tả dốc núi vút lên, đổ xuống, gần như thẳng đứng, nhìn lên cao chót vót, nhìn xuống sâu thăm thẳm. Nếu như câu thơ thứ ba là nhìn lên và nhìn xuống, thì câu thơ thứ tư là nhìn ngang. Có thể hình dung cảnh người lính tạm dừng chân bên một dốc núi, phóng tầm mắt ngang ra xa qua một không gian mịt mù sương rừng mưa núi, thấp thoáng những ngôi nhà như đang bồng bềnh trôi giữa biển khơi. 4 câu thơ này phối hợp với nhau tạo nên một âm hưởng đặc biệt. 3 câu thơ được vẽ bằng những nét gân guốc, câu thứ tư được vẽ bằng một nét vẽ rất mềm mại, câu thứ tư toàn thanh bằng. Quy luật này cũng giống như cách sử dụng những gam màu trong hội họa. Những gam màu nóng, tác giả sử dụng một gam màu lạnh làm dịu lại như xoa mát cả khổ thơ. Cái vẻ hoang dại, dữ dội, chứa đầy bí ẩn ghê gớm của núi rừng Tây Bắc được nhà thơ tiếp tục khai thác. Nó không chỉ được mở theo chiều không gian mà còn được khám phá cả chiều thời gian, luôn luôn là mối đe dọa khủng khiếp đối với con người. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Vậy là cảnh núi rừng Tây Bắc hoang sơ và hiểm trở qua ngòi bút Quang Dũng hiện lên với đủ cả núi cao, vực sâu, dốc thẳm, mưa rừng, sương núi, thác gầm, cọp dữ. Những tên đất lạ như Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch, những hình ảnh đầy giá trị tạo hình, những câu thơ nhiều vần chắc, đọc lên nghe vất vả và nhọc nhằn, được xoa dịu bằng những câu thơ có nhiều vần bằng ở cuối mỗi khổ thơ, đã phối hợp với nhau thật ăn ý, làm hiện lên hình ảnh thế giới khác vừa đa dạng, vừa độc đáo của núi rừng Tây Bắc. Đoạn thơ kết thúc đột ngột bằng 2 câu thơ. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Cảnh tượng thật đầm ấm, sau bao nhiêu gian khổ băng rừng, vượt suối, lội đèo, những người lính tạm dừng chân được nghỉ ngơi ở một bản làng nào đó, quây quần bên những nồi cơm đang bốc khói. Khói cơm nghi ngút và hương thơm lúa nếp ngày mùa xua tan sự mệt mỏi của người lính. Hai câu thơ này tạo nên một cảm giác êm dịu, ấm áp, chuẩn bị tâm thế cho người đọc bước sang đoạn thơ thứ hai. Đoạn thơ thứ hai mở ra một thế giới khác của Tây Bắc. Cảnh núi rừng hoang vu, hiểm trở, dữ dội, lùi dần, rồi khuất hẳn để bất ngờ hiện ra vẻ mỹ lệ, thơ mộng, duyên dáng của miền đất này.
những vẻ đẹp táo bạo, khỏe, gân guốc ở đoạn thơ đầu đến đoạn thơ này được thay bằng những nét mềm mại, uyển chuyển và tinh tế. Và ngòi bút tài hoa của Quang Dũng cũng được bộc lộ rõ nhất trong đoạn thơ này. Hồn thơ lãng mạn của Quang Dũng bị hấp dẫn trước vẻ đẹp mang màu sắc bí ẩn của con người và cảnh vật nơi xứ lạ, phương xa. Cảnh ấy, người ấy chọn cho mình những không gian, thời gian xuất hiện làm nổi rõ nhất vẻ đẹp lung linh huyền ảo của nó. Cảnh một đêm liên hoa lửa đuốc bập bùng và cảnh một buổi chiều sương phủ trên sông nước mênh mang. Cảnh một đêm liên hoan văn nghệ của những người lính Tây Tiến có đồng bào địa phương đến góp vui được miêu tả bằng những chi tiết rất thực và cũng rất mộng, rất ảo. Doanh trại bừng lên hội đúc hoa. Kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng ê ấp, nhạc về viên trăn xây hồn thơ. Cả doanh trại bừng sáng, tưng bừng, sôi nổi hẳn lên khi đêm văn nghệ bắt đầu. Trong ánh sáng lung linh của ngọn đuốc, trong âm thanh réo rắt của tiếng khèn, cả cảnh vật, cả con người đều như ngả nghiêng, bốc men say ngất ngây rạo rực. Hai chữ kìa em thể hiện cái nhìn vừa ngỡ ngàng, ngạc nhiên, vừa mê say vui sướng. Nhân vật trung tâm và cũng là linh hồn của đêm văn nghệ là những cô gái nơi núi rừng Tây Bắc bất ngờ hiện ra trong những bộ xiêm áo lộng lẫy, vừa e thẹn, vừa tình tứ, trong một vũ điệu đậm màu sắc xứ lạ, thu hút tâm hồn những chàng trai Tây Tiến. Nếu cảnh một đêm liên hoan đem đến cho người đọc không khí mê say, ngất ngây, thì cảnh sông nước Tây Bắc lại gợi lên những cảm giác mênh mang, mờ ảo. Người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo biến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Không gian dòng sông trong một buổi chiều răng mắc một màu sương, sông nước bến bờ lặng tờ, hoang dại như thời tiền sử. Trên dòng sông đậm màu sắc cổ tích, huyền thoại ấy, nổi lên hình dáng mềm mại, uyển chuyển của cô gái trên chiếc thuyền độc mộc. Và như hòa hợp với con người, những bông hoa rừng cũng đong đưa, làm duyên trên dòng nước lũ. Ngòi bút táo bạo của Quang Dũng không tả mà chỉ gợi. Vậy mà cảnh thiên nhiên xứ sở qua ngòi bút của ông như có hồn phảng phất trong gió, trong cây. Ông không chỉ làm hiện lên trước mắt người đọc vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn gợi lên cả phần thiêng liêng của cảnh vật. Đọc đến đoạn thơ này, ta như lạc vào thế giới của cái đẹp, thế giới của cõi mơ, của âm nhạc. Bốn câu thơ ngân nga như tiếng hát, như nhạc điệu cất lên tự tâm hồn ngất ngây, say mê của những người lính Tây Tiến. Hơn ở đâu hết, đoạn thơ này, chất thơ và âm nhạc hòa quyện với nhau đến mức khó mà tách biệt. Trên cái nền hùng vĩ hiểm trở của núi rừng vừa duyên dáng thơ mộng mỹ lệ, đến đoạn thơ thứ ba, hình tượng tập thể người lính Tây Tiến xuất hiện với một vẻ đẹp đầy chất bi tráng. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Quang Dũng đã chọn lọc, đã tinh lọc những nét tiêu biểu nhất của người lính Tây Tiến để tạo nên bức tượng đài tập thể, khái quát được cái gương mặt chung của cả đoàn quân. Cái bi tráng và hào hùng là hai chất liệu chủ yếu của bức tượng đài. Chúng hòa quyện, xâm nhập vào nhau, nương tựa nâng đỡ nhau, tạo nên vẻ đẹp bi tráng, cái thần thái chung của cả. Thơ ca kháng chiến viết về người lính thường nói đến căn bệnh sốt rét hiểm nghèo. Chính hữu trong bài thơ Đồng Chí. Thơ ca kháng chiến khi viết về người lính thường nói đến căn bệnh sốt rét hiểm nghèo. Chính hữu trong bài thơ Đồng Chí cũng đã từng trực tiếp miêu tả căn bệnh này. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vầng trán ướt mồ hôi. Còn Tố Hữu khi vẽ chân dung anh vệ quốc quân trong bài Cá Nước với những hình ảnh cũng rất cụ thể. Giọt giọt mồ hôi rơi trên má anh vàng nghệ. Cũng không thể quên ảnh hưởng của thứ bệnh quái ác đó. Quang Dũng trong Tây Tiến không hề che giấu gian khổ khó khăn, những căn bệnh hiểm nghèo và sự hy sinh lớn lao của người lính. Chỉ có điều, tất cả được thể hiện qua ngòi bút của ông, không được miêu tả một cách trần trụi mà qua một cái nhìn đậm màu sắc lãng mạn.
những cái đầu không mọc tóc của người lính Tây Tiến đâu phải là hình ảnh ly kỳ giật gân, sản phẩm của trí tưởng tượng bịa đặt của nhà thơ, mà nó chất chứa một sự thực khắc nghiệt. Những người lính Tây Tiến, người thì cạo trọc đầu để thuận lợi khi đánh giáp lá cà với địch, người thì bị sốt rét đến rụng tóc, trọc đầu. Cái vẻ xanh xao vì đói, vì sốt rét của người lính qua cái nhìn của Quang Dũng vẫn toát lên cái oai hùng dữ dằn của con hổ nơi rừng thiêng. Cái vẻ oai phong lẫm liệt ấy còn được thể hiện qua ánh mắt giận dữ, mất chừng gửi mộng của họ. Những người lính Tây Tiến qua ngòi bút của Quang Dũng không phải là những người khổng lồ không tim. Cái nhìn nhiều chiều của Quang Dũng đã giúp ông nhìn thấy xuyên qua cái vẻ oai hùng dữ dằn bên ngoài của họ là những tâm hồn, những trái tim dạo dực, khao khát yêu thương, mơ về dáng kiều thơm. Trong những dòng thơ đặc tả người lính, Quang Dũng đã tạc nên bức tượng đài tập thể những chiến sĩ Tây Tiến không chỉ bằng những đường nét khắc họa dáng vẻ bên ngoài mà còn được thể hiện cả thế giới tâm hồn bên trong đầy mộng mơ của họ. Ngòi bút của Quang Dũng khi dựng lên hình tượng tập thể những người lính Tây Tiến không hề nhấn chìm người đọc vào cái bi thương, bi lụy. Cảm hứng của ông mỗi khi đi vào cái bi lại được nâng đỡ bằng đôi cánh của lý tưởng, của tinh thần lãng mạn. Rải rác biên cương mùa viện xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Hình ảnh những nấm mồ chiến sĩ rải rác nơi rừng hoang biên giới lạnh lẽo xa xôi hiện lên đã được giảm nhẹ đi phần nào nhờ những từ Hán Việt cổ kính. Mặt khác, cái bi thương lại bị làm mờ đi trước lý tưởng quên mình, xả thân vì tổ quốc của những người lính Tây Tiến. Những người lính Tây Tiến tiều tụy tàn tạ trong hình hài nhưng vẫn trói ngời vẻ đẹp lý tưởng cách mạng, mang dáng dấp của những tráng sĩ thuở xưa, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sự thật là, người lính Tây Tiến gục ngã bên đường, không có đến cả manh chiếu để che thân. Họ chỉ có tấm áo chiến đã sờn cũ, qua ngòi bút của Quang Dũng lại trở thành tấm áo bào để tiễn người lính đoạn đường cuối cùng. Cái bi thương vơi đi bằng cách nói giảm anh về đất, và rồi bị át hẳn đi trong tiếng gầm dữ dội của sông Mã. Trong cái âm hưởng hào hùng của thiên nhiên ấy, sự hy sinh của người lính Tây Tiến không hề bi lụy mà thấm đẫm tinh thần bi tráng. Giọng điệu chủ đạo của đoạn thơ là sự trang trọng, thể hiện tình cảm đau thương vô hạn và sự trân trọng của nhà thơ trước sự hy sinh của đồng đội. Bài thơ khép lại bằng 4 câu thơ, một lần nữa tô đậm thêm không khí chung của cái thời Tây Tiến, tinh thần chung của người lính Tây Tiến. Nhịp thơ chậm, giọng thơ buồn, nhưng cái linh hồn của bài thơ thì vẫn toát lên vẻ hào hùng. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa, chẳng về xuôi. Cái tinh thần nhất khứ bất phục hoàn thấm nhuần trong tư tưởng và tình cảm của cả đoàn quân Tây Tiến. Tâm hồn, tình cảm của những người lính Tây Tiến ấy vẫn gắn bó máu thịt với đoàn quân của mình, với những nơi mình đã đi qua. Tây Tiến mùa xuân ấy đã trở thành một thời điểm một đi không trở lại. Lịch sử dân tộc không bao giờ lặp lại cái thơ mộng lãng mạn hào hùng đến nhường ấy trong một hoàn cảnh khó khăn gian khổ khốc liệt đến vậy. Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng tưởng rằng đối lập nhau nhưng lại hỗ trợ nâng đỡ nhau, tạo nên một bài thơ hài hòa về cảm xúc và nội dung. Tinh thần bi tráng thể hiện chủ yếu và tập trung trong hình tượng người lính Tây Tiến, còn cảm hứng lãng mạn thì được thể hiện cả ở trong hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc. Có lẽ chính nhờ bởi những điều này mà Tây Tiến mới có sức sống cho đến tận ngày nay. Vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau phân tích cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chị mong rằng audio này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về bài thơ và học tập tốt hơn nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những số audio sau nha. Bye bye!